thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng tích cực tuần thứ ba liên tiếp. Chỉ số VN Index và HNX Index đóng cửa phiên cuối tuần xác lập một đỉnh cao mới của thị trường khi chốt tại 1.473,37 điểm và 441,63 điểm, tăng lần lượt là 1,16% và 3,27% so với tuần trước. Thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ so với tuần trước và trái chiều trên hai sàn. Khối ngoại vẫn có một tuần bán ròng trên cả hai sàn. Tuy nhiên, tổng mức bán ròng đã giảm gần một nửa so với tuần trước, chỉ còn 1.267 tỷ đồng. Đáng chú ý là dòng tiền có sự lan tỏa nhưng vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là cổ phiếu mang tính đầu cơ cao ở sàn Upcom, khi biên độ rất rộng ở sàn này tạo sức hấp dẫn lớn. Dòng tiền vẫn rất dồi dào khi các nhịp điều chỉnh trong phiên diễn ra rất nhanh. Diễn biến phiên cuối tuần cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã nhẹ bớt. Tuy vậy, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi chỉ số đang tiệm cận vùng kháng cự 1.475 điểm và khả năng cung sẽ gia tăng từ vùng này.